Đơn hàng 6 món của bạn Châu Thi đến từ Bến Tre. Đầu tiên là túi vải đeo vai. Tiếp theo là túi đựng bút bằng vải, form rộng. Set 2 kẹp tóc mái. Sticker cuộn bé gái. Set 20 sticker vuông. Và cuối cùng là hộp xà phòng khô. Liam cảm ơn bạn Châu Thi đến từ Bến Tre đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 131k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Tuyết Nhi đến từ Tây Ninh. Đầu tiên là băng keo cá nhân Ugo, một hộp 80 miếng. Tiếp theo là sổ lưu trữ Lomo Cạc. Một cái nhíp gấp sticker. Da rột giấy cái ngay kênh lobby. Và cuối cùng là kẹp tóc mái, hoa sứ, một set có 2 cái. Liam cảm ơn bạn Tuyết Nhi đến từ Tây Ninh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 122k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Mỹ Lộc đến từ Lâm Đồng. Đầu tiên là hộp 108 sticker. Tiếp theo là túi bóng kính trong suốt dán miệng 60 cái. Set 2 cái nhíp gấp sticker. Giấy nốt vuông có cọc. Và cuối cùng là hộp xà phòng khô tiện lợi. Liam cảm ơn bạn Mỹ Lộc đến từ Lâm Đồng để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 106k kẻ ship. Đơn hàng 4 món của bạn Khánh Linh đến từ Nghệ An. Đầu tiên là set 108 sticker các sẵn. Tiếp theo là hộp 6 cuộn quay xi tháp như kích thước. Một cuộn quay xi tháp cute. Và cuối cùng là sticker panda. Liam cảm ơn bạn Khánh Linh đến từ Nghệ An đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 74k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Gấm Phạm đến từ Hà Nội. Món đầu tiên là kẹp tài liệu trong suốt gấu dâu. Tiếp theo là bộ 18 nhãn dán môn học. Set 3 cái thời khoa biểu. Túi đựng bài kiểm tra có nút bấm. Và cuối cùng là giấy nốt vuông. Liam cảm ơn bạn Gấm Phạm đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 108k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Minh Sang đến từ Tiền Giang. Đầu tiên là set 3 tấm sticker kèm 6 tấm tô màu. Tiếp theo là cuộn 300 tem nhãn dán. Và cuối cùng là game cài ba lô Noel. Liam cảm ơn bạn Minh Sang đến từ Tiền Giang để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 50k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Bảo Nhi đến từ Cà Mau. Đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng 70g. Tiếp theo là set làm móc khóa 2m. Và cuối cùng là sổ tiết cơ là sao có phong trang. Liam cảm ơn bạn Bảo Nhi đến từ Cà Mau để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 49k kẻ ship. Đơn hàng 1 chiếc tủ để bàn 9 ngang của bạn Minh Khôi đến từ Bạc Liêu. Liam cảm ơn bạn Minh Khôi đến từ Bạc Liêu để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 59k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Hoàng Bình đến từ Hà Nội. Đầu tiên là sổ thiết cơ cuộc sống bé gái. Tiếp theo là set nhãn dán công chúa truyện tranh. Và cuối cùng là túi mini bất ngờ bên trong các cham số lượng 2. Liam cảm ơn bạn Hoàng Bình đến từ Hà Nội để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 68k kẻ ship. Đơn hàng 1 hộp 108 sticker capybara của bạn Thị Nghi đến từ Đà Nẵng. Liam cảm ơn bạn Thị Nghi đến từ Đà Nẵng đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 45k kẻ ship.